Hello, welcome back về Zeno cho Spiral. Thực sự là cho stupid to me. Thank you.
tiếp theo sẽ là chọn Miracle Lady. Rồi, giờ là Miracle Lady. Chạy nhanh nhỉ. You're
Thì chúng ta sẽ chuyển sang chó Skibidi Jo. Ah!
kê to quá. Tiếp tục xin up lên với tụi mình.
chiến thắng rồi nè. Và tiếp tục sẽ là chọn Snake. Oh, cái con Snake này màu đen này. Oh, con kia là con gấu à. Sao tự dưng cái con kia nó nổ ấy nhỉ? Cùng nổ luôn, sợ chưa? Rồi, và tiếp tục thì sẽ là cho gì đây ta? Stick của Legacy này. Thank you.
chơi trò Among Us. Moto.
rồi. Cái con kia nó lại bắn khỏe hơn rồi. Brutality. Fatality. Lose. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho Rollerball Six. Trên này có cái gì đây? Wow. Ôi trời ơi. Thế là được 60% rồi đấy. Chúng ta chơi trò trốn question video game. À, Angry Bird. Trời ơi, đọc em vật vào đá đi. Mày ăn xong nổ luôn đi. Cook up.
Xem là cái bánh này có cái gì đây. Có lẽ ok không thể nào. Tiếp tục sẽ là superhero play. Tiếc quá. Oh my god. Rồi và tiếp tục thì chúng ta sẽ chơi My Talking to Friend. Let's go. Oh!
Ta tiếp tục là Rainbow Garden Survival. Thế rồi, bị nó cưa vào người rồi. Mình sẽ chơi game ăn khác à. Chạy thôi, trời ơi, con kia nó đang đuổi theo kìa. Rồi bây giờ sẽ là Slapstick Fight. Rồi bắt đầu bắn này. Ôi trời ơi, không trúng con nào hết á. Ôi trời, cố lên. Oh my god. Wow, cố lên. Mấy cái con này nó phản công ghê nhỉ. Đó, có hai tên tránh được luôn á. Ôi, cố lên. Trời ơi, còn ba tên nữa. Ba con nữa. Trời ơi, quá là dã man luôn. Cố lên. Rồi, còn một con nữa thôi. Cố lên. Yeah. Good job. Rồi, lại còn một con. Ui, cố lên. Trời ơi, nó đã tiêu diệt mất rồi. Cố lên. Yeah, cố lên, tiếp tục. Ôi, còn mất một con này nữa thôi. Trời, sợ trời. À, nó phản công rồi. Cố lên. Yeah.
Rồi. Rồi xem nào. Thảo mộng ốc. Rồi bắt đầu vào game nào. Thôi đi làm nhiệm vụ xem nào. Vừa đi ra khỏi đây rồi. Cái màn này sao nó di chuyển kiểu gì ấy nhỉ? Không có gì hết ạ. Lại đi ra. Đây rồi, có nhiệm vụ rồi. Ồ, làm rác quá. Trời ơi, nướng cái này này. Rồi bỏ ra không cháy. Được rồi. Đây, đây, đây.